Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô và các em sẽ học môn tập làm văn, bài kể về gia đình. Nội dung bài tập làm văn này nằm trong sách tiếng Việt lớp 3, tập 1, trang 28, thuộc tuần 3, chủ đề mái ấm. Đề bài của chúng ta như sau. Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể về gia đình em với một người bạn mới quen. Yêu cầu của đề bài là viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể về gia đình em với một người bạn mới quen. Vậy khi kể cho người bạn mới quen về gia đình của mình, các em phải xưng hô như thế nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em xưng hô cho phù hợp nhé. Các em có thể gọi bạn của mình là cậu, bạn ấy, và xưng hô với bạn là tôi, tớ, mình. Ví dụ, tớ muốn kể cho bạn nghe, tôi muốn kể cho bạn nghe, mình muốn kể cho bạn nghe, tớ muốn kể cho cậu nghe. Ở lớp 2, các em đã học bài kể về gia đình. Đến lớp 3, các em đã được ôn lại nhưng có yêu cầu cao hơn về mở rộng ý. Cũng giống như các em đã học ở lớp 2, dàn ý khi viết một đoạn văn sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đó là mở đoạn, thứ hai phân đoạn, thứ ba kết đoạn. Để viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể về gia đình em với một người bạn mới quen thì các em cần kể theo dàn bài như sau. Thứ nhất, mở đoạn, các em phải giới thiệu được về gia đình của mình. Thứ hai, phân đoạn, kể cụ thể từng người trong gia đình. Thứ ba, kết đoạn, các em phải nêu được tình cảm của mình đối với gia đình. Trước tiên, cô sẽ hướng dẫn các em phần mở đoạn, giới thiệu về gia đình em. Gia đình của em gồm những ai? Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi bạn có một gia đình khác nhau. Các em cùng với cô lắng nghe bạn mình giới thiệu về gia đình của các bạn ấy nhé. Đây là gia đình bạn Lan. Bạn Lan đã giới thiệu về gia đình của mình như sau. Gia đình tôi có 6 thành viên: ông nội, bà nội, bố mẹ, em trai và tôi. Bạn Lan sống trong một gia đình 3 thế hệ. Nơi đó có ông bà, cha mẹ, con cái, thật là hạnh phúc. Nếu gia đình của các em cũng giống gia đình bạn Lan, có ông bà là người lớn tuổi, các em phải lễ phép, kính trọng và giúp đỡ ông bà như các em. Bên cạnh gia đình nhiều thế hệ, có bạn sống trong gia đình 2 thế hệ như bạn Đức. Gia đình bạn Đức là gia đình 2 thế hệ. Bạn Đức đã giới thiệu về gia đình của mình như sau. Mình sinh ra trong một gia đình hạnh phúc gồm 4 người, đó là bố mẹ, chị Nga và mình. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn có được đầy ba mẹ. Có bạn vì hoàn cảnh nào đó phải xa ba mẹ của mình. Ví dụ như gia đình bạn Tuấn. Bạn Tuấn đã giới thiệu về gia đình của mình như sau. Tổ ấm của mình có 3 người, gồm mẹ, em gái và mình. Còn đây là gia đình của bạn Mai. Bạn Mai đã giới thiệu về gia đình của mình như sau. Tổ ấm của tớ có 2 người, đó là bà ngoại và tớ. Các em ạ, à, các em thật hạnh phúc khi sống trong tình yêu thương của ba mẹ, ông bà. Các em phải biết chia sẻ và yêu thương những bạn kém may mắn hơn
Mình nhé các em. Cô vừa hướng dẫn các em phần mở đoạn giới thiệu về gia đình. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em phần tiếp theo nhé. Thân đoạn. Kể cụ thể từng người trong gia đình. Ở bước này, các em sẽ kể chi tiết về các thành viên trong gia đình. Ví dụ mọi người thường làm những công việc gì? Mọi người trong gia đình em có gì đặc biệt? Tình cảm của mọi người đối với nhau như thế nào? Sau đây, các em lắng nghe bạn Vân kể cụ thể về từng người trong gia đình của bạn ấy nhé. Bố tớ là bộ đội, bố rất vui tính. Mẹ tớ là giáo viên, mẹ rất hiền. Anh biết năm nay học lớp 7, anh học rất giỏi. Em đi được 10 tháng tuổi, em rất nghịch ngợm. Còn tớ là học sinh lớp 3, tớ rất thích chơi thể thao. Mọi người trong nhà tớ đều yêu thương nhau. Các em vừa nghe cô hướng dẫn phần thân đoạn kể cụ thể từng người trong gia đình. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu phần kết đoạn. Tình cảm của em đối với gia đình. Ở bước này, các em phải nói được tình cảm của mình đối với gia đình. Ví dụ, em rất yêu gia đình. Em mong gia đình luôn hạnh phúc. Khi đi chơi xa, em luôn nhớ về gia đình. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn xong cho các em dàn ý kể về gia đình em với một người bạn mới quen. Để viết được đoạn văn kể về gia đình em với một người bạn mới quen, các em phải kể theo dàn ý sau. Thứ nhất, mở đoạn giới thiệu về gia đình em. Thứ hai, thân đoạn kể cụ thể về từng người trong gia đình. Ví dụ, mọi người thường làm những công việc gì? Mọi người trong gia đình em có gì đặc biệt? Tình cảm của mọi người đối với nhau như thế nào? Thứ ba, kết đoạn tình cảm của em đối với gia đình. Từ hướng dẫn và gợi ý trên, các em sẽ thực hành và hoàn thành yêu cầu của đề bài nhé. Khi viết đoạn văn, các em lưu ý cách trình bày đoạn văn. Khi viết, phải viết hoa chữ cái đầu, cuối câu ghi dấu chấm, câu văn được ý, chú ý lỗi chính tả, cách dùng từ cho phù hợp nhé. Bây giờ, các em sẽ xem và lắng nghe bài văn minh họa của các bạn mình nhé. Bạn Lan đã kể về gia đình của mình như sau. Tôi lớn lên trong một gia đình với đầy đủ tình thương của ông bà, bố mẹ và em trai. Ông và bà đã nghỉ hưu nên ở nhà chăm sóc chị em tôi. Bà tôi là một bác sĩ, ba làm việc ở một bệnh viện gần nhà. Ba đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người. Mẹ tôi là một nhân viên văn phòng. Mẹ rất bận rộn với công việc nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc và dạy tôi học. Em sắp học lớp 1, cùng trường với tôi. Còn tôi năm nay học lớp 3, trường tiểu học Kim Đồng. Tôi rất thích chơi đàn và đọc truyện Doraemon. Cả gia đình tôi luôn quan tâm nhau, chia sẻ công việc nhà cùng nhau. Tôi yêu gia đình của mình rất nhiều. Khi các em sống trong một gia đình nhiều thế hệ, có đầy đủ tình yêu thương của ông bà, cha mẹ, các em phải trân trọng và yêu quý nhé các em. Bạn Đức đã kể về gia đình của mình như thế này. Tớ sẽ kể cho cậu nghe về gia đình của tớ nhé. Gia đình tớ có 4 người, đó là bố, mẹ, chị Nga và tớ. Bố tớ là bộ đội, bố thường phải đi làm xa, bố rất vui tính. Mẹ tớ là kế toán của một công ty xây dựng, mẹ rất hiền và nấu ăn rất ngon. Chị Nga đang học lớp 5 cùng trường với tớ, chị học rất giỏi.
Ở nhà, chị thường dạy tớ học. Còn tớ học lớp 3, tớ rất thích vẽ. Cả gia đình tớ thường quây quần, ăn cơm tối cùng nhau. Tớ mong gia đình của tớ luôn hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười. Các em ạ, à, khi các em được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, các em thật hạnh phúc phải không nào? Như vậy, các em phải biết giữ gìn gia đình của mình nhé, để gia đình của mình luôn hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Bạn Tuấn giới thiệu về gia đình của mình như thế này. Gia đình mình gồm 3 thành viên, đó là mẹ, em gái và mình. Mẹ mình năm nay 48 tuổi, là thợ may. Ba mình mất sớm nên mẹ là trụ cột chính trong gia đình. Mẹ làm việc vất vả để nuôi mình và em. Em My năm nay 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Còn mình là anh lớn, hiện đang học lớp 3. Ngoài giờ học, mình thường phụ mẹ làm việc nhà, trông em. Mọi người trong nhà mình đều rất thương yêu nhau. Mình rất tự hào về gia đình mình. Không phải ai trong chúng ta cũng may mắn có một gia đình với đầy đủ các thành viên. Các em may mắn hơn khi có một gia đình trọn vẹn. Các em phải biết yêu thương bạn mình nhiều hơn nữa nhé. Các em cùng lắng nghe bạn Mai kể về gia đình của bạn ấy nhé. Tổ ấm của tôi gồm có 2 người, đó là bà ngoại và tôi. Ba mẹ tôi đi làm ăn xa, tôi sống với bà ngoại từ bé. Bà ngoại năm nay đã gần 60 tuổi, bà có mái tóc bạc trắng và nụ cười hiền hậu. Bà giống như một bà tiên, bà thương tôi nhiều lắm. Bà chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng tôi. Bà chăm sóc tôi, dạy tôi học. Tôi năm nay 8 tuổi, học lớp 3. Tôi rất thích chơi thể thao. Tôi và bà sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Dù có đi đâu xa, tôi vẫn luôn nhớ về tổ ấm của mình. Các em vừa nghe xong 4 đoạn văn minh họa của bạn mình làm. Từ gợi ý và hướng dẫn của cô, các bạn sẽ viết bài riêng cho mình nhé. Các em ạ, à, gia đình là nơi chúng ta luôn luôn được yêu thương và dạy dỗ mỗi khi chúng ta làm sai điều gì đấy. Gia đình là nơi mỗi khi nghĩ về ta cảm thấy thật bình yên. Gia đình là điều tuyệt vời nhất trong mỗi chúng ta, phải không các em? Như vậy, các em phải cố gắng chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, bố mẹ, thầy cô để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình mình nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các em nhớ làm bài vào giấy. Mỗi bạn có là một gia đình khác nhau, nên các em sẽ viết riêng cho gia đình của mình nhé. Tiếp theo, các em sẽ chuẩn bị bài nghe kể tại vì mà đổi. Tôi xin chào và tạm biệt các em.